Kính mời quý vị cùng bước vào phần tin Hoa Kỳ ngay sau đây. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ cho biết là Tổng thống Trump đã ân xá cựu cố vấn Michael Flynn. Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua 25 tháng 11 đã có quyết định ân xá ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia, người đã bị kết tội là nói dối nhân viên FBI trong cuộc điều tra về can dự của Nga vào bầu cử Mỹ năm 2016. Tweet của Tổng thống Trump cho hay đây là vinh dự lớn lao của ông để thông báo là tướng Michael Flynn đã được hoàn toàn ân xá và cũng gửi lời chúc lễ tạ ơn tốt lành tới ông Flynn và gia đình. Ông Flynn là người thân cận thứ nhì của Tổng thống Trump bị kết tội trong cuộc điều tra về can dự của Nga, nay được hưởng biện pháp khoan hồng. Người kia là ông Roger Stone đã được miễn không vào tù chỉ ít ngày trước khi ông này phải thi hành án. Quyết định của Tổng thống Trump coi như hủy vụ án nhắm vào ông Flynn, giữa khi một chánh án liên bang đang xem xét đòi hỏi của Bộ Tư pháp là hủy bỏ truy tố. Trong khi đó, thì tòa án tối cao đã đứng về các nhóm tôn giáo khi thách thức các hạn chế của COVID-19 ở New York. Tòa án tối cao Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ Tư đã đứng về phía các tôn giáo khi thách thức những hạn chế mới nhất của tiểu bang New York tại các điểm nóng mới về coronavirus, và tòa án đã bỏ phiếu 5-4 chấp thuận các yêu cầu của các nhóm tôn giáo. Đây là vụ án mới nhất của các nhóm tôn giáo chống lại các viên chức thành phố và tiểu bang đang tìm cách ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và nêu bật tác động của thẩm phán Amy Coney Barrett đối với tòa án. Trong phán quyết của đêm muộn, bà Barrett đã đứng về phía phe bảo thủ trong cuộc tranh chấp, trong khi chánh án John Roberts đã tham gia cùng ba thẩm phán tự do trong bất đồng quan điểm. Vào ngày 6 tháng 10, thì Thống đốc New York Andrew Cuomo đã cho đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu ở các khu vực nơi dịch bệnh gia tăng đột biến, bao gồm một số khu vực lân cận Brooklyn, giới hạn các cuộc tụ tập tại các cơ sở tôn giáo xuống 10 người ở một số khu vực và 25 người ở những nơi khác. Các nhà thờ nói rằng các giới hạn này đã vi phạm quyền tự do tôn giáo được tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ, và các cơ sở của họ đã bị hạn chế nghiêm ngặt hơn so với các ngành kinh doanh thiết yếu, chẳng hạn như là cửa hàng thực phẩm. Bản tin cho biết là đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tiếp nhận cây thông Giáng sinh tại Tòa Bạch Ốc. Vào ngày hôm thứ Hai 23 tháng 11, thì cây thông Giáng sinh của Tòa Bạch Ốc đã được chuyển bằng xe ngựa để tặng cho đệ nhất phu nhân Melania Trump bên ngoài dinh thự. Những hình ảnh quý vị và anh chị đang xem cho thấy đây là cảnh của bà Melania Trump trong chiếc áo caro đang đón tiếp cây giao thông Giáng sinh. Và theo tin từ Tòa Bạch Ốc thì cây thông Noel đến từ khu rừng Dan and Brian ở tiểu bang West Virginia và sẽ được trưng bày trong phòng xanh hay còn gọi là Blue Room. Và đây là một phần trong phong cách trang trí Giáng sinh hàng năm của đệ nhất phu nhân ở mọi nơi trong Tòa Bạch Ốc. Đệ nhất phu nhân Melania mong muốn mọi nơi trong Tòa Bạch Ốc đều rộn rã không khí đón mừng Giáng sinh. Và tiếp tục trong phần tin Hoa Kỳ, một bản tin cho biết là SpaceX đã phóng thành công hỏa tiễn Falcon 9 lần thứ 100. Vào tối thứ Ba, thì hãng SpaceX đã phóng thành công nhóm vệ tinh Starlink thứ 16 lên quỹ đạo sau hai lần trì hoãn vì lý do thời tiết và trục trặc kỹ thuật. Vụ phóng hỏa tiễn tại căn cứ không quân Cape Canaveral ở Florida đã đánh dấu một loạt cột mốc quan trọng của SpaceX, bao gồm chuyến bay thành công thứ 100 của dòng hỏa tiễn tái sử dụng Falcon 9 và nhiệm vụ không gian thứ 23 của công ty trong năm 2020. Đây là chuyến bay thứ 7 của B-1049 chỉ trong vài tháng qua và cũng là một kỷ lục mới của SpaceX. Tổng giám đốc SpaceX tỷ phú Elon Musk nói rằng phiên bản mới nhất của Falcon 9 hiện nay có thể là tái sử dụng tầng 1 10 lần mà không cần bảo trì quá nhiều. Và nếu được sửa chữa định kỳ thì thiết bị này thậm chí có thể bay tới 100 lần. Với việc đưa thêm 60 vệ tinh Internet lên quỹ đạo trong nhiệm vụ lần này, SpaceX đã nâng tổng số thiết bị trong mạng lưới Starlink lên là 955 chiếc. Mục tiêu cuối cùng của ông Musk là đưa hàng chục ngàn vệ tinh Starlink lên quỹ đạo trái đất tầm thấp để phát sóng Internet tốc độ cao trên toàn cầu. Và một bản tin kế tiếp cho biết là danh ca Elton John đã gia nhập mạng TikTok.
Danh ca Elton John vào ngày thứ Tư 25 tháng 11 đã chính thức sở hữu tài khoản trên ứng dụng TikTok để hưởng ứng ngày World AIDS Day. Mục đích của ngày này là để nâng cao nhận thức ở người dân về tầm ảnh hưởng của HIV virus, nguyên nhân đã gây ra bệnh AIDS. Liên Hiệp Quốc ước tính có hàng chục triệu người đang sống cùng virus HIV trên toàn thế giới và nhiều quốc gia đã nỗ lực kêu gọi người dân đi xét nghiệm cũng như là phân phát thuốc kháng virus HIV đến những người có nguy cơ mắc bệnh cao như là những cặp đồng tính nam, những người hành nghề mại dâm và nghiện ma túy. Hiện trên thế giới vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa bệnh AIDS một cách hoàn toàn, nhưng các loại thuốc kháng virus HIV có thể giúp người bị nhiễm bệnh sống một cuộc sống bình thường. Quỹ từ thiện của Elton John hiện có chủ trương kết thúc đại dịch HIV/AIDS từ nay cho đến hết năm 2030. Và một bản tin cho biết kỷ niệm 4 năm ngày bác sĩ Dalton Covey qua đời. Đã 4 năm trôi qua kể từ khi bác sĩ Dalton Covey, người tiên phong trong ngành phẫu thuật tim mạch, đã qua đời hưởng thọ 96 tuổi. Bác sĩ Dalton Covey là người đã thực hiện ca cấy ghép tim nhân tạo thành công đầu tiên tại Hoa Kỳ, đồng thời đã thành lập nên viện tim mạch ở tiểu bang Texas. Trong lúc sinh thời, ông đã cứu sống hơn 100.000 người và phát triển nhiều kỹ thuật được áp dụng trong ngành phẫu thuật y khoa. Ông còn được Tổng thống đã trao tặng huy chương Medal of Freedom. Và ông Dalton Covey đã thực hiện ca cấy ghép tim thành công đầu tiên tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1960. Chỉ một năm sau khi tiến sĩ người Nam Phi Christian Bernard đã thực hiện ca phẫu thuật tim đầu tiên trên thế giới. Bác sĩ Covey cũng đã phát minh ra các phương pháp phẫu thuật điều trị dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh và thay thế van tim cho bệnh nhân. Vào ngày 4 tháng 4 năm 1969, không có tim của người hiến tặng cho một bệnh nhân sắp chết, bác sĩ Covey đã cấy ghép trái tim nhân tạo cho ông Haskell Karp, người đàn ông 47 tuổi đến từ tiểu bang Illinois. Và trái tim nhân tạo này đã giúp cho ông Koff sống thêm được 65 tiếng đồng hồ. Một lần nữa kính mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng CBN TV. Ngọc Quỳnh sẽ quay trở lại tiếp tục với tin Việt Nam và giải trí trong ngày. Cảm ơn quý vị.